Anh ta mặc một bộ vest này vào thì điều đó có nghĩa là anh ta đã bắt đầu trở lại làm việc. Nhưng John Wick vốn đã gác kiếm giang hồ từ lâu, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì mà khiến anh ta quay trở lại cái nghề này chứ? Hai ngày trước, người vợ yêu quý của anh ta vì bệnh mà qua đời. Sau khi John Wick tổ chức tang lễ cho vợ xong thì một mình ở trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Anh ta thật khó để trải qua nỗi đau mất vợ, cho đến khi anh ta nhận được món quà mà người vợ trước lúc lâm chung đã chuẩn bị cho anh ta. Đó là một chiếc xe Ford Mustang sản xuất năm 1969 và một chú chó rất dễ thương, ngoan ngoãn. Sau khi đọc bức thư cuối cùng mà vợ viết cho mình, John đã không kìm được nước mắt. Những ngày tháng sau đó, anh ta và chú chó sống nương tựa vào nhau, sống một cuộc sống an yên ổn định. Nhưng tai nạn lại luôn đến một cách bất ngờ. Ngày này, John đưa chú chó ra ngoài đi dạo, anh ta vô tình gặp phải ba tên xã hội đen người Nga ở trạm xăng dầu. Tên xã hội đen đang để ý đến chiếc xe của John và đưa ra yêu cầu mua một cách thô lỗ. John xem chiếc xe như bảo bối của mình nên đã từ chối. Tên xã hội đen đã tức giận. Một tên xã hội đen đi cùng bên cạnh đã kéo hắn ra và nói với John rằng: "Chúc anh bạn may mắn." John lái xe đi với thái độ khinh thường. Anh ta không thể kìm nén sự tức giận trong lòng của mình nên đành phải lái xe đến một bãi đất trống, sau đó trút giận và hét lên. Đêm đó, tên xã hội đen đem theo vài tên đồng bọn của mình đột nhập vào nhà John Wick. Bọn chúng nhân lúc anh ta không phòng bị đã đánh anh ta. Chú chó nhỏ bị dọa hoảng sợ và không ngừng kêu la bên cạnh. Những tên xã hội đen rất cáu kỉnh thẳng tay đánh chết chú chó trước mặt John. Ngay sau đó, bọn chúng đã tìm thấy chìa khóa xe. Trước khi đi, tên xã hội đen vẫn không quên cười nhạo John. Ngủ ngon. Hắn ta đã đánh John bất tỉnh. Khi John tỉnh lại thì bên cạnh chỉ có xác của chú chó và vết máu trên sàn nhà. Đối với John, người vừa nhen nhóm lên kia hy vọng mà nói hai thứ có thể an ủi về mặt tinh thần cứ như thế mà mất đi. Sau khi chôn cất chú chó xong, John dọn dẹp trong nhà thì những hồi ức lại hiện lên trong tâm trí anh ta. Trong mắt anh ta bây giờ đã tràn đầy sự hận thù. Còn tên xã hội đen đã cướp đi chiếc xe kia thì lại vui vẻ hớn hở. Bọn chúng lái xe đến nhà máy lắp ráp của thuộc hạ của bố để tiến hành thay đổi thông tin của chiếc xe. Chủ của nhà máy liếc nhìn một cái rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Rõ ràng là anh ta đã nhận ra được đây là xe của John. Anh ta căng thẳng hỏi có phải đã giết chết chủ của chiếc xe không. Tên xã hội đen vốn không hề nhận ra được rằng mình rốt cuộc đã khiêu khích loại quái vật gì, ngược lại còn đắc ý trả lời: "Không, nhưng tôi đã giết chết con chó của anh ta." Chủ của nhà máy nghe xong cũng tức cười và đấm một phát vào mặt hắn ta khiến hắn ta ngã xuống đất và bảo bọn chúng lập tức rời khỏi đây. Chủ của nhà máy đã biết rõ John Wick là một nhân vật hung bạo như thế nào. Như những gì dự đoán, John đã tìm đến nhà máy sửa xe để hỏi thăm tin tức. Anh ta hỏi rằng có phải xe của anh ta ở đây không. Sau khi chủ nhà máy đem mọi chuyện nói cho John nghe thì John mượn một chiếc xe và lái đi. Đêm đó, bố của tên xã hội đen gọi điện chất vấn chủ của nhà máy tại sao lại ra tay với con của ông ta như vậy. Nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của chủ nhà máy, bởi vì nó đã trộm xe của John Wick và giết chết chú chó của cậu ta. Một từ "ô" có thể thấy là có hàm ý sâu xa. Đây có thể là một gian lận thật sự. Đêm đó, tên xã hội đen quay về nhà. Ông bố không nói lời nào liền thẳng tay đánh hắn ta. Tên xã hội đen nói không phục. Tiếp theo đó chính là một trận giáo huấn. Nó từng là kim bài sát thủ của băng nhóm xã hội đen Nga để toàn bộ băng đảng có được quy mô ngày hôm nay. Nó đã có những đóng góp to lớn. John Wick vì muốn rửa tay gác kiếm giang hồ, bây giờ vợ nó vừa chết mà mày lại đi khiêu khích với nó, trộm xe của nó, lại còn giết chết con chó của nó. Mà lúc này John Wick vô cùng tức giận, dùng búa tạ đập điên cuồng xuống đất và mở ra chiếc hộp cất giấu đã lâu bên dưới ra. Bên trong toàn là các loại vũ khí và số tiền vàng sát thủ. Bố của tên xã hội đen biết chắc rằng John Wick nhất định sẽ tìm đến cửa để báo thù nên đã gọi điện thoại cho John để xin tha thứ trước. "Chúng ta hãy như những người có văn minh để giải quyết chuyện này." John thẳng tay cúp máy. Sự trả thù của anh ta là bắt buộc. Bố của tên xã hội đen quyết định ra tay trước. "Chuẩn bị người." "Cần bao nhiêu người vậy?" "Anh có bao nhiêu người?" "Bọn họ đã chuẩn bị 12 sát thủ để đột nhập vào trong nhà của John Wick. Không cần nghĩ nhiều cũng biết những người này đến đây thì nhất định sẽ không quay về được." John đã thay bộ đồ vest và chuẩn bị sẵn vũ khí từ lâu. Cầm súng, tắt đèn, người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối này có sát thần gần mình. Đã bỏ nghề bao nhiêu năm rồi mà bản lĩnh vẫn vậy. Động tác mượt mà uyển chuyển, vừa lên đã giết được vài tên sát thủ. Tố chất mạnh mẽ, chiến đấu bằng giáo, khả năng đấu cận chiến và thành thạo các loại võ thuật. Trong chốc lát, 12 tên sát thủ đã bị John giải quyết một cách nhẹ nhàng. Lúc này chuông cửa reo lên. Thì ra là nhận lời phàn nàn từ hàng xóm nên đến điều tra xem tình hình thế nào. Cảnh sát đã thấy những thi thể ở đó. "Anh đã bắt đầu làm việc trở lại sao?" "Không, chỉ là tôi muốn dọn dẹp sạch một số chuyện." Cảnh sát chào một cách tôn trọng và rời đi. "Được, cứ như vậy đi, chúc anh ngủ ngon."
Không ngờ một sát thủ ở cấp cao như anh ta, hai phía trắng đen đều phải giữ thể diện cho anh ta. Sau đó John gọi điện đội chuyên xử lý xác đến xử lý gọn gàng 12 xác chết kia. Đội chuyên xử lý xác đã nhanh chóng đến cửa, lão tóc trắng giở mũ xuống hành lễ với John. Mấy người theo sau kia đem dụng cụ đi vào trong nhà, phân công việc rõ ràng, xử lý xác chết một cách gọn gàng, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, thậm chí còn dùng cả bọc nhựa bảo quản. Phải nói quả thật là chuyên nghiệp. Sau khi bọn họ dọn dẹp xong, John đã trả cho họ 12 đồng tiền vàng. Sự phục vụ chu đáo như vậy chắc chắn phải được trả công xứng đáng. Rất nhanh sau đó tin tức được truyền tới tai của tên lão đại, ông ta quyết định bỏ ra 2 triệu USD để thưởng cho ai giết được John và đưa con trai của mình vào trung tâm sát thủ. Như câu nói, đứa trẻ bất đắc dĩ không thể cầm lòng sói. Lần này đến lượt ông bố giáo huấn con trai rồi. Sau đó lão đại của băng nhóm xã hội đen đã tìm được đồng đội cũ của John, đó là tay bắn tỉa Marcus. Lão đại liền đưa ra cái giá 2 triệu đô làm phần thưởng cho ai giết được John. Đứng trước số tiền lớn như vậy, Marcus dường như đã có quyết định. Nhìn lão đại của băng nhóm xã hội đen rời đi, Marcus đã lấy súng bắn tỉa ra, và John biết rằng trong nhà đã không còn an toàn nữa, nên anh ta đã đem hết tất cả trang bị vũ khí và vào sống trong khách sạn Continental. Giới sát thủ có một quy định là bất luận cho người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể ra tay trong khách sạn Continental, nếu như vi phạm sẽ gặp phải sự truy sát đến cùng, vì vậy nên ở đây là tương đối an toàn. John tìm đến giám đốc của khách sạn và muốn hỏi thăm tung tích của tên xã hội đen kia. Rõ ràng giám đốc rất hiểu John, quy tắc chính là quy tắc. Ông ta cảnh cáo John không được làm chuyện ngốc nghếch trong khách sạn. John nói với ông ta đây là chuyện riêng tư, sẽ không làm loạn đâu. Mặc dù bên ngoài thì tỏ ra từ chối giúp đỡ John, nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ địa chỉ cho John. Tên lão đại biết được John chuyển vào sống trong khách sạn Continental đã buông ra lời độc ác, chỉ cần có người đồng ý ra tay trong khách sạn thì sẽ tăng gấp đôi số tiền thưởng, cũng chính là 4 triệu đô. Tuy nhiên John không hề biết những chuyện này và cũng không để tâm đến những chuyện này, anh ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là báo thù. Đêm đó, John đem vũ khí đơn độc một mình vào club mà tên xã hội đen kia đang ở. Anh ta tìm được người đi cùng tên xã hội đen và trực tiếp ép hỏi hắn tung tích của tên xã hội đen. Anh ta không hề do dự đã giết chết hắn và tiện tay xử lý luôn những tên sát thủ khác. Vừa nãy còn kiêu ngạo tuyên bố rằng mình không sợ John mà bây giờ đã hoảng loạn bỏ chạy. Những tên sát thủ khác lần lượt tràn lên, không ai có thể ngăn cản được bước chân trả thù của anh ta. Dưới sự kéo dài thời gian của nhiều sát thủ, tên xã hội đen đã may mắn thoát được ra khỏi club. Trong lúc đối đầu với những tên sát thủ thì John cũng đã bị thương nên đã quay về khách sạn. Sau khi tiếp nhận sự trị liệu của bác sĩ xong thì anh ta từ từ nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này Marcus ở bên ngoài cửa sổ đã sớm thiết lập súng bắn tỉa sắp ngắm bắn John, nhưng anh ta không nổ súng bắn John mà là cố ý bắn chật để cảnh cáo John có một sát thủ khác đang đột nhập vào phòng. Dưới phần thưởng phải kể đến một dũng sĩ Paki, nữ sát thủ được tạc bằng cát nhiều nhất trong lịch sử đã xuất hiện. Thật sự là cần tiền không cần mạng. Sau một hồi John và Paki giằng co với nhau, rõ ràng nữ sát thủ đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Không chỉ không giết được John mà còn bò ra khỏi phòng một cách thê thảm. John ép hỏi cô ta kho bạc mà tên lão đại đã giấu tiền. Nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, Karen đã đứng ngoài cửa nhìn John và nói rằng bạn của John còn rất nhiều. Sau khi hỏi han xong thì John nhờ Karen tạm thời canh chừng Parkin giúp anh ta. John đã đến địa điểm mà Parkin đã nói, anh ta uống một ngụm thuốc giảm đau. Thật sự là một người mạnh mẽ. Nơi này xem ra là một nhà thờ. Mục sư từ từ bước tới, John không nói lời nào đã nổ súng bắn ông ta, trong chốc lát đã bắn vài tên sát thủ. Sau đó bảo mục sư dẫn đường đưa anh ta đến kho bạc dưới lòng đất. Đứng trong góc, vừa ló đầu ra liền bắn 2 phát súng. Dưới sự ngoan cố cứng rắn của mục sư, John đã không nói lời nào liền đốt cháy tất cả mọi thứ ở trong kho bạc, đốt xong liền bỏ đi. Phía bên kia, Karen lấy số tiền mà John đã đưa cho anh ta, thu dọn hành lý và đợi giám đốc khách sạn đến giải quyết nữ sát thủ. Ai biết được nữ sát thủ lại ra tay tàn nhẫn với chính mình như vậy. Cô ta bẻ gãy ngón tay và thoát khỏi còng tay, bắn 1 phát súng kết liễu Karen và lấy số tiền vàng đi. Lão đại biết tin và đến hiện trường, John đang đợi ông ta đến. Lão đại tức giận đã giải quyết luôn lão mục sư. John đã đợi từ lâu, thẳng tay giơ súng bắt đầu một trận tàn sát. Súng trường, súng lục, thay đạn, ngay chốc lát đã giải quyết được mấy tên thuộc hạ. Một chiếc xe chạy về phía John và tông vào anh ta. Mắt của John dần mờ lại và ngất đi. John tỉnh lại thì đã bị trói trên ghế. Lão đại vô cùng tức giận bởi vì thứ mà John đốt không chỉ có tiền mà còn có cả những đoạn ghi âm đe dọa tống tiền đồng nghiệp. Tiếp theo là một cuộc tấn công bằng súng. Những lời nói của lão đại càng kích thích sự phẫn nộ của John. Vậy nên, hoặc là giao con trai của ông ra hoặc là bên cạnh nó kêu la cho đến chết. Ngay lập tức thuộc hạ bị bắn trúng đầu, người bắn lại chính là Marcus. John từ từ đứng dậy dùng sức chiến đấu với tên còn lại, nhưng hắn ta vốn không phải là đối thủ của John. Sau một hồi giằng co nhau thì tên kia đã bị siết chặt cổ đến chết. John dùng dao cắt sợi dây trói trên tay mình, sau đó anh ta cầm súng xông ra ngoài chặn xe của lão đại lại. Vì bảo vệ tính mạng lần này, ông ta đành phải bán đứng con trai mình và ông ta đã nói ra chỗ trốn của hắn ta. Ông ta còn nói cho John biết rằng hắn đã bố trí rất nhiều sát thủ. John trả lời, tất nhiên, nhưng điều đó không quan trọng. Phía bên kia, những tên sát thủ trang bị đầy vũ khí đang đợi John đến. Tên xã hội đen trốn trong một nơi an toàn và không hề biết rằng là nguy hiểm đang đến cận kề mình. Một phát súng bắn trúng vào đầu người bạn đang chơi game của hắn ta. John ra tay bắn hết tất cả những tên canh gác, sau đó lại cho nổ hết tất cả xe.
Trong một hiện trường hỗn loạn như vậy, tên xã hội đen đã không còn đường nào để chạy thoát. Thói quen trả thù nhất quán của người Mỹ, nó chỉ là một con chó. Không nhiều lời, chưa kịp đợi tên xã hội đen nói xong thì John đã bắn chết hắn ta, sau đó quay người đi mà không hề ngoảnh đầu lại, chuẩn bị cho tốt vào. Nhưng tất cả đều chưa kết thúc, lão đại nhận được tin con trai đã chết, một trận báo thù mới lại sắp bắt đầu. Marcus đang trên đường về nhà thì bị lão đại nhắm trúng. Đã từng cứu John nhiều lần, lão đại nghĩ rằng Marcus đã phản bội mình nên đem cái chết của con trai mình quy tội cho Marcus. And if you have done your job, my son will be still alive. Sau một hồi tra tấn, lão đại thực sự vẫn là nhân vật phải diện tận tâm nhất. Ông ta vẫn không quên gọi điện thoại dùng những lời lẽ cười nhạo John và nói với anh ta rằng Marcus đã phản bội mình, kẻ phản bội chết thì không có gì vô lý cả. Marcus dùng sức lực cuối cùng của mình giết chết hai tên sát thủ, cuối cùng anh ta đã bị nữ sát thủ kết liễu sinh mạng. Lão đại vẫn tiếp tục tức giận phẫn nộ bắn liên tục vào Marcus. Xem ra lần này John phải báo thù cho người bạn cũ của mình rồi. Nữ sát thủ Parkin vì phá vỡ quy tắc của khách sạn Continental nên đã phải chịu sự trừng phạt. Bốn người cùng lúc chĩa súng bắn vào Parkin, đội ngũ chuyên nghiệp lại một lần nữa đến xử lý xác chết. John đến chỗ ở của Marcus, mắt trừng trừng nhìn thi thể của Marcus, trong lòng có vô vàn cảm xúc khó tả. Lúc này giám đốc của khách sạn cũng khó chịu trước hành động của lão đại. Ông ta gọi điện thoại nói cho John biết lão đại đang chuẩn bị ra bến tàu và dùng trực thăng để tẩu thoát. John lập tức lái xe đuổi theo xe của lão đại như một tên điên. Một người đàn ông sinh ra có gân cốt cứng cáp thật sự đáng sợ. Cho đến khi xe của lão đại dừng lại, John lập tức khởi động vầng hào quang đường kính 20m, cuộc tàn sát lại bắt đầu. John lái xe bằng một tay kia cầm súng bắn. Anh ta vừa lái xe vừa bắn một cách điên cuồng, thậm chí không cần phải xuống xe mà vẫn giải quyết được từng tên thuộc hạ. Thuộc hạ của lão đại cũng là một nhân tài, hắn ta bắn John một phát và cười. Kết quả là bị chết thảm. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi lão đại. Trời mưa cộng thêm đêm tối, John và lão đại bắt đầu cuộc chiến sinh tử cuối cùng. Nhưng lão đại làm sao có thể là đối thủ của John được chứ? Ông ta rút dao ra đâm về phía John, nhưng John không hề tránh mà lại cố ý giữ tay của ông ta và đâm vào cơ thể mình. Sau đó thuận thế đánh gãy tay của ông ta và đâm con dao vào cổ ông ta. Cuối cùng lão đại của băng nhóm xã hội đen đã tắt thở trong trận mưa lớn. John mang thân mình bị thương lái xe đến một cửa hàng thú cưng tìm thuốc xử lý vết thương. Tiếng kêu lớn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta mở cửa sắt ra, đó là một con chó. John có thể bị thương nhưng không thể không có chú chó. John dắt chú chó đi trên một hành trình mới. Câu chuyện trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục.